Nguyễn Long Vũ. Hi. Hi. Vinh Nguyễn and Long Vũ, can you turn on your camera? Con có thể bật camera của con lên không? Rồi, bây giờ cô sẽ nhắc nhở nội quy một chút ha. Thì trong tiết học, cô vui lòng các bạn sẽ ngồi ở bàn học của mình, không rời khỏi chỗ. Và nếu như mà trong tiết học, cô sẽ cho các em 5 phút để giải lao, là các em có thể đi uống nước trong giờ đó. Hoặc là bạn nào mà chu đáo hơn thì lấy nước để cho cô một cốc nước sẵn ở bên cạnh bàn của mình. Vì mình học cũng 1 tiếng rưỡi sẽ mệt mỏi cho các bạn. Hôm nay cũng là sáng thứ bảy, đúng ra là giờ này các bạn sẽ được ngủ ha. Nhưng mà không sao, mình phải học thôi. Mình học xong rồi mình ngủ tiếp ha. Ok, mình học lẹ mà. Rồi, khi mà cô nói tên bạn nào lên. Ok, cô nói bạn nào phải bật mic thì bạn đó sẽ bật mic trả lời cô. Còn khi mà cô chỉ hỏi các em bâng quơ là ok, các em có nghe thấy cô nói không? Can you hear me? Hoặc là các em rõ chưa? Are you clear? Ok, thì các em bạn nào cũng được, bất cứ bạn nào cũng sẽ tự bật mic của mình và trả lời với cô là yes hoặc là no. Nếu như mà các em không thấy được màn hình hay là không nghe được file âm thanh mà khi cô giảng bài cô bật lên á, mà các bạn không nghe được thì nhắc cô nhé. Tại vì mình học online cho nên là cô sẽ không biết màn hình ở bên đó của các bạn như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ chào hỏi với nhau chút ha. Vừa nãy thì cô có chào bạn Quốc Cường rồi nè, bạn Minh Đức rồi nè. Ok, Kiên ơi. Dạ. Ok. So what's your name? My name is Yen. Ok, can you tell me your full name? Ok, con có thể nói với cô tên đầy đủ của con không? Là họ và tên đấy. Is Trần Trung Kiên. Right, Trần Trung Kiên ha. How old are you? I'm 9 years old. Ok, you say I am 9 years old. Years old, not yes old nha con. Years nha, âm ear, years. Okay, Phi Long, can you hear me? You should turn on your camera. Okay, you should turn on your camera to answer me. Right, trả lời câu hỏi của cô nha. What's your name? What's your full name? My name is Long. Okay, full name thì con sẽ trả lời tên đầy đủ nha. Okay, trả lời lại nào. My name is Long. That's right, Nguyễn Phương Long. Long ơi, nhà mình có bàn học không? Con có bàn học không? Yeah. Ok, bây giờ con sẽ để cái điện thoại của con dựa vào cái bàn học hoặc là dựa vào tường, dựa vào bất cứ một thứ gì. Nói chung là con sẽ để cho cái điện thoại của con nó giữ yên nhé. Bởi vì cô cần phải thấy được mặt của các bạn. Rồi, ok, màn hình giữ yên như thế là đúng rồi ha. Rồi, tiếp tục. Long Vũ. Ok, you look so serious. Con trông rất là nghiêm trọng, rất là căng thẳng ha. Ok, thoải mái chưa? Yes. What's your full name? What's your full name? Yes. Oh, cô đang hỏi là tên đầy đủ của con là gì nào? Nguyễn Long Vũ ạ. Con trả lời bằng tiếng Anh, trả lời sao? My name is... My name is... Nguyễn Long Vũ. Nguyễn Long Vũ, ok. Tiến Vinh. Tiến Vinh. Ok, Vinh ơi, con để cái camera của con ở một chỗ và để xa ra cho cô thấy hết mặt của mình nha. Rồi, what is your name? My name is Vinh. Ok, cái gì Vinh nào?
Tức là tên họ đầy đủ của con là cái gì Vinh? Nguyễn Tiến Vinh ạ. Rồi, that's right. Rồi, cô chưa thấy được mặt của bạn Nguyễn Phi Long nha con. Cô chưa thấy Nguyễn Phi Long ơi. Rồi, mình để như thế này giúp cô nha. Rồi, các bạn vô phần box chat cho cô. Cô có gửi cho các bạn một cái link. Các bạn bấm vô đó và làm bài trong cái link đó giùm cô. Rồi, các bạn bấm vô cái link ở trong box chat nhé. Là trong cái phần mà có cái hộp tin nhắn đó các em. Có cái biểu tượng ở tin nhắn đó, các bạn bấm vô làm bài cho cô nè. Như Quỳnh ơi, con mới vô lớp đúng không? Như Quỳnh và Tiến Vinh làm ơn em bật, em được gì chị ạ? Bật bật camera lên cho cô. Camera của con không bật được hả Như Quỳnh ơi? Chị ơi, em để dư dơ. À dạ dạ. Dạ. Rồi các bạn vô phần quiz chưa? Các bạn vô được cái link mà cô gửi ở trong hộp thư chưa? Vô đó và làm bài cho cô nè. Bạn nào bấm vô được rồi giơ tay cô biết. Lớp no. ơi, hiện tại cô không thấy bạn nào đang làm cái bài đó hết ha. Các em vui lòng bấm vào cái bài đó mình làm cho cô giúp ba câu hỏi đầu giờ thôi. Cô soạn ít lắm, làm nhanh lắm. Em không thể đề bài. Em muốn đưa cô là vào thế nào đấy, con không vào được. Rồi rồi, bây giờ cô sẽ show màn hình của cô ha. Rồi, đợi cô một xíu. Rồi, các bạn thấy chưa? Thấy màn hình của cô không? Có. Yes. Rồi, bây giờ các bạn có nhìn thấy hộp cửa sổ này không? Có một cái biểu tượng tin nhắn. Thấy chưa? Như Quỳnh, Khánh Huyền, con thấy không? Thấy cái biểu tượng tin nhắn này của cô không? Em vào rồi. Có. Rồi rồi, bạn bấm vào cái hộp tin nhắn này. Có thấy cái tím tím này không nè? Cái tím tím đỏ đỏ này nè. Rồi, mình bấm vô đây cho cô. Bấm vô cái tím tím đỏ đỏ đó. Rồi bắt đầu mình làm bài cho cô nào. Rồi, có bạn nào chưa vô được không con ơi? Em ạ. Cô chỉ lại cô. Rồi, con chỉ một lần cuối cùng nha. Bạn nào chưa làm được thì nhìn lên đây tập trung nè. Rồi, các con thấy màn hình của cô rồi đúng chưa? Rồi, ở trên của thanh đầu tiên đây nè, các con sẽ có một cái biểu tượng hình tin nhắn tròn tròn như thế này. Tròn tròn, có hai dấu gạch ngang ở trên cái vòng tròn đó. Đó là biểu tượng của hộp tin nhắn. Mình sẽ bấm vô. Ở đây cô có gửi cho bạn một cái đường link. Đường link này là để mình làm bài đầu giờ ha. Để cô đánh giá xem bạn đã học bài hay chưa. Rồi, mình bấm vào đây giúp cô. Sau đó mình sẽ bấm chơi. Tại vì cái chức năng của cô không thể cái màn hình giống hoàn toàn các bạn được. Cho nên là các bạn cứ bấm vô link đó. Rồi bắt đầu bấm play. Rồi mình làm 3 câu hỏi giùm cô nhé. Rồi bắt đầu làm đi. Phi Long, Long Vũ, Long Vũ, Phi Long, Long Vũ, Vinh Nguyễn, Minh Đức, Quốc Cường, các bạn làm hết chưa con? Em nói cô là em vào rồi nhưng mà nó không làm được. Được, không có. Ôi, cô nói này, cho thầy nhắn này, có thể là một số bạn dùng điện thoại, một số bạn lại dùng máy tính, nên là gần như các bạn sẽ rất khó để tham gia đường link đang ở bên ngoài. Cô có thể là chịu. Cô lên và gọi từng bạn làm cái bài tập đấy thì có thể dễ hơn đó. Dễ cho các bạn ấy hơn, thật đơn giản cho các bạn thôi. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ cô Trang sẽ show cái bài tập đó lên cho các bạn luôn ha.
Rồi mình không có cần đi vô cái đường link nãy nữa. Rồi. Rồi. Đây là cái bài tập mà cô giao cho các bạn nè. Mình sẽ bắt đầu nha. Rồi, bạn nào có thể nói cho cô what can you do có nghĩa là gì? Cô mời bạn Vinh. What can you do có nghĩa là gì? Alo? Vinh ơi, Tiến Vinh. Tiến Vinh sao con không trả lời cô nè? Rồi, Tiến Vinh không trả lời được ha. Cô mời bạn Minh Đức. Minh Đức đang giơ tay nè. What can you do là gì con? Em thưa cô, what can you do có nghĩa là bạn có thể làm gì á? Rồi, ở đây chúng ta có 4 câu trả lời. Câu trả lời thứ nhất, đáp án A là I don't like cat. Có nghĩa là tôi không thích con mèo. Câu trả lời thứ hai là I can swim. Tôi có thể bơi. Câu C là it's really nice. Nó không có liên quan gì hết ha. Tự nhiên mình đang hỏi bạn có thể làm gì mà câu này lại trả lời là nó trông rất là đẹp. Rồi, tiếp tục. Còn câu đáp án cuối cùng là have a good day. Have a good day là khi mình chào nhau, mình chào nhau, mình chúc nhau như là mình chúc nhau buổi sáng tốt lành đó. Thì have a good day có nghĩa là một ngày tốt lành nha. Rồi, cô mời bạn bạn nào giơ tay nào. Rồi, cô mời Nguyễn Bảo Ngọc cô tê đáng yêu. Nguyễn Bảo Ngọc cô tê đáng yêu trả lời giúp cô nè. Câu này mình nên chọn đáp án nào? 1, 2, 3, 4. Em chọn câu 2, I can swim. Ok, I can swim. Cô chọn thử xem phải không ha. Exactly, correct. Rồi, rồi, if right answer was correct. Rồi, tiếp tục nha. Look at a cat. Look at a cat. Hãy nhìn con mèo kìa. Tự nhiên, câu trả lời thứ nhất là I'm great. Tôi rất là tốt. Câu trả lời thứ hai là it's really nice. Nó trông rất là đẹp đó. Và câu trả lời thứ ba là goodbye. Tạm biệt nha. Câu trả lời thứ tư là I can't sing. Rồi, cô mời bạn Quốc Cường. Quốc Cường trả lời cho cô nè. Cô đã dịch nghĩa, cô đã trợ giúp các bạn cái phần dịch nghĩa rồi. Để cho nhắc bài một số bạn nào mà không thể hiểu được hết các đáp án ha. Rồi, look at the card. Rồi, ở chỗ này mình sẽ trả lời đáp án gì nào? I can't sing. You choose I can't sing. Con chọn là tôi không thể hát hả? Nà, nhìn lại câu đề của mình nè. Câu đề của mình là look at a cat. Hãy nhìn con mèo kìa. Rồi cái mình trả lời là I really nice. Yeah. Cái từ này đọc là gì con? Từ này mình đọc sai rồi, không phải ai đâu. Mình đọc lại giúp cô nè. That's right. It's really nice. Nó trông rất là đẹp ha. Rồi, thử nè. Right. Đúng rồi ha. Rồi, câu cuối cùng. What about you? What about you? Này có nghĩa là trong tình huống này, có nghĩa là mình đang hỏi về về cái mà what can you do đó các em. Tình huống này cô xin lỗi ha, cô soạn câu hỏi hơi thiếu, nhưng mà mình vẫn có thể chọn đáp án đúng được. Đáp án thứ nhất, hello. Đáp án thứ hai, I can cycle. Tôi có thể đạp xe. Đáp án thứ ba, go skating. Chúng ta đi trượt nào, trượt tuyết nào. Good afternoon là đáp án cuối cùng. Rồi, cô mời bạn. Cô mời bạn Lâm Vũ. Con rồi. Trượt. Con sẽ chọn đáp án gì nào? Được cô, con chọn đáp án go. Go skating này hả, đúng không? Rồi cô sẽ giải thích lại cho các bạn hiểu nè. What about you? Tức là câu hỏi trước đó là what can you do? I can swim. What about you? Bạn có thể làm gì? Tôi có thể đi bơi đó. Rồi, vậy thì còn bạn thì sao? Bạn biết làm gì? Đó, what about you ở đây có nghĩa là
bạn có thể làm gì ha. Rồi, nếu mà mình trả lời cho câu hỏi what can you do thì mình nên chọn câu trả lời nào nè. Không lẽ mình trả lời là hello. Hello là khi nào mà mình chào hỏi nhau chứ đúng không? Người kia nói là hello, hi, good afternoon, good morning. Thì mình sẽ hello lại. Còn cái đáp án go skating này là nó kêu là đi trực tiếp thôi, đi trực tiếp thôi. Có nghĩa là chúng ta bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Khi mà câu hỏi ở đây là bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Thì mới trả lời là go skating. Ok. Rồi good afternoon thì cũng như hello ha, vừa nãy cô nói rồi. Vậy đáp án ở đây của chúng ta là I can cycle. What about you? What can you do? Bạn có thể làm gì? Còn bạn thì sao đó? Right? I can cycle. Rồi. Bài tập vậy là kết thúc ha các em. Mình chỉ làm tượng trưng 3 câu thôi. Rồi, bây giờ cô sẽ hỏi bạn Quỳnh Anh. Quỳnh Anh. Hi. Hi. Khi cô chào con thì con sẽ nói. Hi. Ok, con có thể nói hi, hello, good morning. Ok. Rồi, how are you today? Quỳnh Anh, how are you today? Hôm nay con như thế nào? Con khỏe hay là con tốt hay là con ốm? Quỳnh Anh ơi, cô không thấy được mặt con nha. Rồi, trả lời cô nào. How are you today? I'm fine, thanks. Ok, rất tốt. Rồi, cô mời bạn Phi Long. Long ơi. Bơi có nghĩa là gì con? Swim, that's right. Thế còn đạp xe là gì? Đạp xe là gì nào? Cô mời Vinh, Tiến Vinh. Cô thấy con hơi có vấn đề về chiếc điện thoại của mình ha. Rồi mình ổn định được chỗ ngồi cũng như là vị trí chưa? Trả lời cô nào. Đạp xe là gì nào? Tiến Vinh, Nguyễn Tiến Vinh. I can't hear you. Cô không thể nghe thấy con nói. Rồi, cô mời Quốc Cường. Quốc Cường. Đạp xe là cycle đúng không? Rồi, vậy trượt tuyết là gì? Skate. Không, con nhầm rồi. Trượt băng, trượt tuyết là gì nhỉ? Mình nhớ lại nè. Không, mở sách. What? Can you repeat? Trượt tuyết là gì nào Quốc Cường? Rồi cô mời Bảo Ngọc. Bảo Ngọc trượt tuyết là gì nè? Cho cô trượt tuyết là skate ạ. Skate. Ok. Rồi, vậy thì cô mời Quỳnh Anh. Quỳnh Anh ơi. Rồi bật mic lên. Turn on your mic. Rồi, cô hỏi con là bơi là gì? Swim. Hát là gì? Sing. Nhảy là gì? Dance. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô bài học ha. Lớp mình thì có bạn Nguyễn Bảo Ngọc là học bài, chuẩn bị bài rất tốt. Còn một số bạn còn lại, cô không biết là bạn ở nhà bạn có học thuộc hết bài chưa. Nhưng mà có phải là lúc mà tiết trước là cô có giao cho mình là mình phải về nè, mình đọc lại những cái bài này nè. Ví dụ như hình này là dance, I can dance. What can you do? I can kite. What can you do? I can swim. Đúng chưa? Tiết trước bài tập của mình là như thế này mà.
Rồi, qua lesson 2 ha. Bài số 2, lesson 2. Number 1, look, listen and repeat. Nhìn, nghe và lặp lại. Rồi, đầu tiên mình sẽ thấy ba bức tranh A, B, C. A, B, C. Bức tranh thứ nhất, mình chưa nghe được là hai bạn này nói gì. Mình bỏ qua cái câu này đi. Mà mình thấy hai bạn này là trước hết là đang đứng nói chuyện với nhau về một vấn đề gì đó. Rồi, qua bức tranh thứ hai, bức tranh B, thì mình thấy có một trái banh ở đây. Mà mình nhớ mang máng trong đầu mình. Banh, banh là gì? Banh là ball. Vậy đá banh là gì? Football, football ha. Foot có nghĩa là chân đó, football. Nhưng mà ghép lại thì thành đá banh. Rồi, tự nhiên qua hình thứ C là thấy không lành này nè. Qua hình C là tự nhiên cái trái banh nó bay vô cửa sổ nhà hàng xóm là thấy có điềm rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ nghe xem. Mình nghe xem là bài này rốt cuộc là nó nói cái gì ha. Chứ nhìn vậy thôi sao biết. Đúng chưa? Nhìn vậy thôi sao biết được. Đợi con một xíu nha. Sách như vậy có nhỏ quá không? Không ạ. Rồi, cô đang tăng kích cỡ hết mức cho các em có thể nhìn rõ ha. Rồi, ở mức độ 200 này thì sẽ thấy rõ nè. Rồi, chúng ta cùng nghe nha. Đầu tiên, lượt thứ nhất, cô muốn các bạn nghe xem tất cả những bức tranh này người ta đang nói về vấn đề gì. Và lượt thứ hai, cô sẽ là người repeat lại cho các em từng câu. Và lượt thứ ba, cô sẽ hỏi từng bạn. Rồi các bạn đó sẽ đọc cho cô những câu đó. Ok? And repeat. A. Can you play volleyball? No, I can't. But I can play football. B. Let's play football. Okay. C. Oh, no! Các bạn có nghe được file âm thanh không? Yes. Yes. Ok, nghe được file âm thanh rồi đúng không? Đó là lượt thứ nhất của chúng ta ha. Hiện tại thì chúng ta chưa cần quan tâm là nó đang nói về vấn đề gì. Rồi bây giờ cô Trang sẽ giải thích cho các bạn ha. Can you play volleyball? Volleyball, à cái từ này lạ quá. Nó cũng có từ ball nè, ball là trái banh nè. Nhưng mà là banh gì bây giờ? Cái banh này thì không phải, cái banh này là football. Nhớ nha, cái banh mà trắng đen này là cái banh mà anh chị em mình hay đá đó. Mình hay xem trên TV á, mấy chú ở Quang Hải đồ đá là football ha. Rồi, vậy volleyball này là cái gì nhỉ? Có bạn nào biết không? Bạn nào biết thì giơ tay nè, trả lời nè. Rồi, cô thấy cánh tay của mình đứt đầu tiên. Rồi, answer me. Volleyball, what does this mean? Em cho cô, volleyball có nghĩa là bóng chuyền ạ. Chính xác, volleyball là bóng chuyền. Con có thể repeat lại cho các bạn nghe cái từ này không? Volleyball. Volleyball. Dạ, yeah, không có S ha. Volleyball. Repeat lại nào. Volleyball. Volleyball. Ok. Rồi, tiếp tục nha. Can you play volleyball? Bạn có thể chơi bóng chuyền không? Bạn có thể chơi bóng chuyền không? Nè, mình nhìn nè. Tự nhiên cái bạn này, bạn đang đưa tay ra vậy là bạn đang muốn hỏi đó. Bạn đang muốn hỏi cái bạn áo vàng này là có biết chơi bóng chuyền không? Rồi, bạn áo vàng trả lời là no, I can't, but I can play football. Rồi, khi mà mình nghe một bài đọc, mình sẽ hay bị nhầm lẫn giữa từ can't và từ can. Có một cách là các bạn, để dễ các bạn không bị nhầm lẫn. Đó chính là cái từ can, mình nghe hoàn toàn rất rõ. Can, en, em, cờ, en, can, ca, en, can, vậy đó các bạn. En, en, can, can, thì mình đọc là can. Đó là một cách rất là dễ nhớ cho mình. Còn nếu như mà nó nói là không thể là can't, mình đọc cho cô Trang là can't, để tránh mình bị nhầm lẫn giữa có thể và không thể ha. No, I can't, but I can play football. Bạn có thể chơi bóng chuyền không? Không, tôi không biết chơi đâu, tôi không thể. Nhưng mà tôi có thể chơi football, tôi có thể chơi đá banh đó. Ok, is it clear?
Is this clear? Anybody here? Các bạn rõ chưa nè? Rồi ha, tiếp tục ha. Rồi tiếp tục nè. Play volleyball? No, I can't. But I can play football. B. Let's play football. Okay. B. Let's play football. Okay. Đầu tiên thì bạn áo xanh hỏi bạn áo vàng, biết chơi bóng chuyền không? Áo vàng trả lời là không, biết chơi đá banh nè. Rồi, tiếp tục. Áo xanh nó thấy áo vàng nói là biết chơi đá banh. Cái giờ áo xanh rủ áo vàng. Let's play football. Đi chơi đá banh nào. Let's play football. Nhớ nha. Cấu trúc câu let's play football. Hoặc là mình thay football này bằng swimming, tất cả đều được. Tại vì mình nhớ cho cô hai chữ đầu này nè. Let's play là nào cùng chơi. Chơi cái gì đó chấm ba chấm, mình có thể tự điền, tự thay thế vô. Rồi áo vàng trả lời là ok, được rồi, đi chơi luôn á. Rồi bây giờ bắt đầu ngay tiếp nha. Tự nhiên cái hàng này nó đá trúng cái cửa sổ nhà ai này không biết luôn. C. Oh no. Oh no. Bước chân cuối cùng này gọn, ngắn gọn lắm, chỉ có oh no thôi. Biết sao giờ, đá trúng banh cửa kính nhà người ta rồi. Giờ là coi như là tới công chuyện với hàng xóm rồi đó. Rồi, bây giờ sẽ tới lượt các bạn. Tới lượt từng bạn sẽ nói cho cô. Can you play volleyball? No, I can't, but I can play football. Giống như nãy giờ cô dịch cho các bạn ha. Rồi, bạn đầu tiên. Who wanna go first? Who gonna go first? Rồi, không bạn nào giơ tay, cô sẽ mời luôn ha. Long Vũ. Long Vũ ơi. Dạ. Sao con lại tắt camera vậy nhỉ? Rồi mình không tắt camera giúp cô ha. Rồi dạ. Ok. Long Vũ nãy giờ nghe cô nói rồi đúng không? Nghe cô giảng bài không? Có nghe không con? Dạ. Rồi bây giờ mình nói nha. Bây giờ tới lượt mình sẽ là người go first nè. Nói cho cô câu này. Can you play volleyball? Volleyball. Okay, volleyball. Rồi, can you play volleyball có nghĩa là gì? Long Vũ, trả lời luôn nào con. Con thưa cô là bạn có biết chơi bóng chuyền không? Yeah, that's right. Bạn có thể chơi bóng chuyền không? Rồi, đọc tiếp cho cô câu này. No, I can. Ooh, I can play football. Okay, repeat lại theo cô. No, I can't. No, I can't. Đúng rồi. Trong tiếng Anh quan trọng nhất là nhấn nhá và phát âm đuôi. Ví dụ như từ can này nè, mình sẽ thi ra cho cô. No, I can't. I can't. Repeat lại nào. No, I can't. Tiếp tục. Who can play football? Repeat lại theo cô. But I can play football. But I can play football. But có nghĩa là nhưng. But có nghĩa là nhưng nha. Mình từ nào mà mình thấy lạ quá thì khi mà cô nói từ mới, các bạn sẽ ráng nhớ giúp cô nha. Tại vì những cái từ này nó rất là ngắn, từ nhưng này rất là ngắn, mình có thể nhớ được thì mình nhớ. But I can play football. Nhưng tôi có thể, can là có thể đúng chưa? Nhưng tôi có thể chơi đá banh.
Rồi cô mời lượt nói của bạn Minh Đức. Turn on your micro. Minh Đức ơi. Yeah. Rồi, mình bắt đầu ha. Con nói cho cô câu này nào. Can you play volleyball? Can you play volleyball? Can you play volleyball? Lại một lần nữa. Can you play volleyball? That's right. Rồi, câu trả lời. No, I can't. But I can play football. Rồi, thí dụ mà giờ cô nói là tôi không có biết chơi volleyball đó. Nè, no, I can't. Tôi không biết chơi. Nhưng mà tôi có thể chơi. Chơi đàn đi, chơi đàn piano đi. Thì chỗ này mình sẽ nói làm sao nhỉ? Nhưng tôi có thể chơi đàn piano. Minh Đức. Yeah, that's right. Rất là áp dụng bài học rất là lẹ ha. But I can play piano. Ok. Rồi, cô mời Ngọc, Bảo Ngọc. Ngọc ơi. Dạ. Yeah. Ok. Cô khi mà cô kêu tên bạn nào thì bạn đó yes nhé. Rồi, tới lượt con nào. Bây giờ cô muốn con hỏi là bạn có thể chơi đá banh không? Mình sẽ hỏi làm sao? Can you play volleyball? Không, cô hỏi là chơi đá banh, cô không hỏi chơi bóng chuyền. Mình chỉ cần thay từ volleyball này thành football thôi, cô nhắc nè. Football là đá banh, còn volleyball là bóng chuyền. Rồi, vậy bây giờ mình thay làm sao? Bạn có thể chơi đá banh không? Nói làm sao? Bảo Ngọc ơi. Ủa? Em sẽ trả lời à. Rồi, đúng rồi. Yes. À không không. Bây giờ cô đang hỏi cái câu này nè. Câu này các bạn dịch ra cho cô thành câu tiếng Anh nè. Bạn có thể chơi đá banh không? Thay vì câu hỏi này là bạn có thể chơi bóng chuyền không, thì bây giờ cô Trang hỏi là bạn có thể chơi đá banh không? Bạn nào có thể đặt câu hỏi này với cô? Yeah, that's right. Who answer? Ok, vừa nãy bạn nào trả lời cô đó? Rồi, Trung Kiên trả lời cô hả? Rồi, tiếp tục ha. Mình chỉ việc thay những cái từ này thành những cái môn thể thao khác, thành những cái hành động khác thì mình sẽ biết cách đặt câu hỏi. Ví dụ giờ mà không chơi đá banh luôn, cô hỏi là bạn có thể bơi không? Thì chỗ này cô sẽ đặt sao? Can you swim? Yeah, that's right. Can you swim? Can you swim? Rồi, câu trả lời này là no, I can't, but I can chấm ba chấm. Rồi lát nữa cô Trang sẽ giao bài tập này ha. Mình về nhà mình sẽ luyện tập. Mình ghép những cái hoạt động mà bài học ở lesson 1, ở bài học trước, ở tiết trước mà cô khác có giao cho các bạn là các bạn về học mấy cái từ này nè. Nè, mấy cái từ dance, sky, cycle, swim. Đó, mình sẽ thay những cái hành động đó. Thay vì mình chỉ nói y chang trong sách, thì khi đó bài học mới được áp dụng. Và bài học áp dụng thì chứng tỏ các em hiểu bài. Nếu như mà các em chưa hoàn toàn áp dụng được vào trong văn nói thì không, cô nói thẳng với các bạn là các bạn chưa hiểu bài. Rồi, tiếp tục. Let's play football. Let's play football. Nào, cùng đi chơi đá banh nào. Vậy bây giờ cô muốn nói là nào, cùng đạp xe. Cùng đạp xe nào. Cô mời bạn Quốc Cường.
À Bảo Ngọc ơi, Bảo Ngọc cute đáng yêu ơi, con bật camera của con lên nha. Mình bật camera trong tiết học nha. Rồi ok. Quốc Cường ơi, can you hear me? Yeah. Rồi, cô muốn nói là nào, cùng đi bơi thì mình sẽ nói làm sao? Let's swim. That's right, let's swim. Vì sao không có chữ play này nhờ? Tại vì chữ play này chỉ đi chung. Từ play này chỉ đi chung với những cái bộ môn thể thao thôi. Ví dụ chơi bóng chuyền, chơi bóng đá, chơi cầu lông, chơi nhảy dây, chơi trượt tuyết đồ này kia thì mình mới dùng. Còn nếu như mà mình nói là mình bạn nào cùng đi bơi thì mình chỉ cần let's swim. Rồi cô mời Tiến Vinh. Từ đầu giờ là chưa được nghe bạn Tiến Vinh phát biểu nè. Tiến Vinh ơi, turn on your micro. Trả lời cô, yes. Tiến Vinh ơi. Làm có phải ôm cái gì điện thoại làm gì? Rồi à? Cô mời bạn bạn Khánh Huyền. Gì? Khánh gì? Huyền ơi. Mày. Mày này cô khác à? Con chồng biết ôm mẹ lại xóa kia rồi. Sao mà phải xóa ở đây? Dạ. Mà phụ huynh của em Tiến Vinh vui lòng mà tắt mic giùm em ạ. Rồi cô mời Khánh Huyền. Ok, cô mời Khánh Vy. Yes. Ok, rồi cô muốn nói là nào cùng đi đạp xe thì chỗ này mình nói sao? Yes. Đạp xe có từ chơi không? Thí dụ như trong tiếng Việt của mình nói là chơi đá banh. Chứ mình có nói là chơi đạp xe không? Không ạ. Mình không nói chơi đạp xe thì ở đây phải là let's cycle. Let's cycle. Rồi. Lát nữa cô sẽ vòng về tới cuối giờ cô sẽ hỏi các bạn về những câu ứng dụng này ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục bài tiếp theo. Two, point and say. Chỉ tay vào và đọc. Nghe nha. Page 32. Activity 2. Point and say. Can you play table tennis? Yes, I can. Can you play volleyball? No, I can't. Chúng ta vừa mới nghe được hai cái câu ứng dụng. Câu thứ nhất là can you play table tennis? Đúng không? Hay là câu thứ nhất là can you play volleyball nhỉ? Nghe lại nha. You play table tennis. Chính xác rồi ha. Câu thứ nhất là can you play table tennis? Table tennis có nghĩa là bóng bàn. Đây, bóng bàn có hình minh họa ở đây. Rồi, can you play table tennis? Vậy là hôm nay mình học được thêm một bộ môn mới. Play table tennis, chơi bóng bàn. Rồi, play volleyball đầu giờ cô có chỉ. Play the piano, nãy cô có chỉ luôn. Rồi, play guitar, chơi nhạc cụ gì đó khi mà mình đánh đàn guitar, đánh đàn piano, bất kể là các bạn đánh đàn gì. Thì khi sử dụng với nhạc cụ thì các bạn sẽ nói là play cái tên nhạc cụ đó ha. Thí dụ như piano thì các bạn sẽ nói là play the piano, play the guitar. Rồi, bây giờ cô sẽ mời bạn
Một bạn làm mẫu cho lớp mình trước. Bạn nào có thể tự tin? Who gonna go first? Bạn nào tự tin giơ tay nè. Mình chỉ cần... Rồi, cô mời Trung Kiên. Ok, bây giờ cô... Rồi, bây giờ cô sẽ nói tiếng Việt. Và con sẽ hỏi cho cô bằng tiếng Anh ha. Được chưa? Rồi. Cô muốn hỏi là... Bạn có thể chơi guitar không? Can you play guitar? That's right. Đi với nhạc cụ thì phải có play nhá. Can you play the guitar? Được chưa? Repeat lại cho các bạn nghe nè. Bởi vì cái mic của con nó hơi nhỏ đó. Repeat lại, lặp lại nào Trung Kiên. Can you play guitar? Ok, play guitar. Rồi, cô sẽ trả lời ha. Yes, I can play guitar. Hi, I can play it. Rồi, cô mời bạn Lâm Vũ. Con hỏi cô đi, con hỏi cô là cô có biết đạp xe không? I không, can... không, con sẽ hỏi cô. Cô biết đạp xe không? Hỏi làm sao? Câu hỏi nó khác với câu khẳng định nha con. Nãy giờ có nghe cô với các bạn giảng bài không dạ? Yes. Ok, có nghe thì nãy giờ cô đang hướng dẫn cái phần câu hỏi đó. Mình đặt câu hỏi với can you chấm ba chấm. Nhớ không con? Đây, cô sẽ chiếu lại màn hình ha. Nè, câu hỏi nè, can you chấm ba chấm, dấu hỏi. Tức là ở đây mình sẽ thế những cái từ, những cái hoạt động mà mình muốn hỏi vô đây. Thí dụ như là mình muốn hỏi là có biết chơi bóng bàn không thì play table tennis. Có biết chơi bóng chuyền không thì play volleyball. Rồi piano, rồi guitar. Được chưa nào, Lâm Vũ? Rồi. Yes. Rồi, cô sẽ không hỏi từ vựng mới cho nên là cô sẽ nghe Lâm Vũ áp dụng cho cô cái từ cycle nè, cái từ đạp xe nè. Con hỏi cô đi, con hỏi cô là cô có biết đạp xe không? Can you play the cycle? No, sai rồi, wrong rồi. Cycle là đạp xe đúng không con? Yeah. Vậy cycle khi mà mình nói là tiếng Việt á, mình có bao giờ mình nói là chơi đạp xe không? No. Mình chỉ nói là đạp xe thôi. Thế thì con có thêm từ play vô trước cái từ cycle không? No. That's right, không nhé. Rồi con hỏi lại cô. Cô có biết đạp xe không? Can you cycle? Can you cycle? Can ha con, từ đó mình đọc là can. Có thể hay không, mình đọc là can, không đọc là can. Bởi vì can thì người ta sẽ hình dung ra là mình đang nói từ không thể. Rồi, cô mời Khánh Vy. Yes. Rồi, Khánh Vy nói cho cô, hỏi cô là cô lên. Sao vậy? Khánh Vy nghe cô nói không? Vy ơi. Rồi, chắc là có vấn đề gì rồi ha. Tiến Vinh mới vô lại lớp hả con? Mình bị out ra hả? Rồi Tiến Minh. Ok, tới lượt con ha. It's your turn. Rồi, can you play chấm ba chấm? Thì bây giờ con sẽ hỏi cô là cô có thể chơi bóng bàn không? Tiến Vinh. Đặt câu hỏi cho cô, đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Bóng bàn được không? Đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thì nói làm sao? Can you play table tennis. Yeah, can you play the table tennis? Cô sẽ trả lời bạn là no, I can't. But I can play the piano. Ok. Rồi cô mời Nguyễn Phi Long. Yes.
Trả lời như thế nào? Rồi, bây giờ con muốn đặt câu hỏi gì cho cô? Con hỏi cô là cô có thể chơi cái gì cũng được. Rồi, đặt câu hỏi đi. Cô sẽ trả lời bạn Phi Long nè. Can you play volleyball? Yeah, I can. I can play the volleyball. Rồi, bạn Quốc Cường. Quốc Cường. Yes. Can you play the piano? Can you play the piano? Can you play the piano? No. No gì nào? No thì phải đi với. No, I can't. Ok, từ đó cô dặn các bạn phát âm là can nha, để cho mình dễ phân biệt. No, I can't. Rồi, có T nữa, can't. No, I can't. T ra cho cô. No, I can't. Yeah, that's right. Rồi, but con có thể chơi gì? Con nói tiếp tục nào. À, Quốc Cường ơi, Quốc Cường, nhìn vào camera, nhìn cô nè, không nhìn vào tập ha. Rồi, hỏi lại cho cô đi, hỏi cô lại từ đầu rồi cô sẽ trả lời con. Can you play football? No, I can't play football. But I can swimming. What about you? What about you? Là còn bạn thì sao? Yeah. Là cô đang hỏi ngược lại con đó. Okay, you say yes. So what can you do? Vậy con có thể làm gì nào? Mình muốn trả lời lại mình biết chơi cái gì thì mình nói nguyên đầy đủ câu nè. I can swim, I can cycle, I can play football. Okay, that's right. Khánh Vy, rồi từ nãy tới giờ con mới thấy mặt ảnh Khánh Vy nè. Khánh Vy ơi. Chị có nói chưa? Rồi, con nghe thấy con nói rồi. Rồi, Khánh Vy trả lời cô nè. Cô sẽ hỏi Khánh Vy ha. Can you play the table tennis? No, I can't. So, what can you do? I can't play the piano. Wow, you can play piano? Yeah, it's great. Yeah. Rồi, tiếp tục Quỳnh Anh. Quỳnh Anh, sao vậy? Sáng sớm mình vừa ngủ quá hả con? Rồi, lát nữa cô sẽ cho chơi trò chơi nè. Học sớm mà nghỉ lẹ nè. Cô cho trò chơi, là tỉnh ngủ ngay mà. Rồi, Quỳnh Anh. Can you play the guitar? Can you play guitar? No, I can't. So, what can you do? Quỳnh Anh ơi, con nhìn thẳng vào camera không nhìn tập nè. Không nhớ thì cô sẽ nhắc nhé. Rồi. What can you do? Con có thể chơi gì? Can. Đá banh hay là bóng chuyền hay là bơi lội hay là đạp xe? Cycle. Yeah, cycle, you can cycle. Rồi, con hỏi ngược lại cô đi. Cô vừa nãy cô hỏi là cô muốn hỏi ngược lại bạn á, thì cô sẽ nói là what gì nhỉ? What about gì? What about you? That's right. Nhớ bài rất là tốt ha. What about you? Rồi con hỏi cô thì cô sẽ trả lời nè. Quỳnh Anh có thể đặt câu hỏi what about you cho cô không? What about you? Okay. I can cycle too. Too có nghĩa là cũng đó. Khi mà cô nói I can cycle too có nghĩa là cô cũng biết đạp xe đó. Cũng nha, cô cũng biết đạp xe đó. I can cycle too. Rồi, Nguyễn Ngọc Nguyễn Bảo Ngọc, cô tê đáng yêu. Cái tên quá là dễ thương ha. Ngọc ơi, turn on your mic.
Vẫn học? Yes. Rồi, con đặt câu hỏi cho cô đi. Đặt câu hỏi cho cô. Không nhìn vở nè, không nhìn vở. Hey, không nhìn vở nha. Không nhớ từ gì thì hỏi cô bằng tiếng Việt, cô sẽ nhắc cho mình nhớ. Bạn nào? Có phải bây giờ em hỏi ngược lại cô đúng không? Không, bây giờ em sẽ hỏi là cô có thể chơi chấm ba chấm, cô có thể chơi cái gì đó. Rồi, em hỏi cô nào. What can you do? No, cô đang muốn em hỏi là can you play? Can you play? Rồi bây giờ cô sẽ nói luôn ha. Cô có thể chơi đá banh không? Rồi Bảo Ngọc đặt cho cô câu hỏi. Bảo Ngọc ơi. You. Football. Can you play football? Football sẽ đi với play nhé. Một bộ môn nào đó thì mình sẽ đi với play. Can you play football? Rồi, cô trả lời là No, I can't play football. No, I can't play football. So, what about you? What about you? What can you do, Bảo Ngọc? Bạn nữa nhé. Không. Bảo Ngọc ơi, what can you do? I can sing. Oh, yeah, that's good. Really nice. You can sing. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bài học ha. Quỳnh Anh ơi. Quỳnh Anh, mình có bận gì không nè? Phi Long, con để điện thoại, con kê điện thoại ra xa ra để cô thấy hết mặt con nè. Rồi, ok. Mình tiếp tục ha. Rồi, tới bài số 3. Yes, I can. Page 33. Activity 4. Listen and know. Rồi, ok. Là, activity 4 ha. Hoạt động số 4 nè. Listen and number. Listen and number. Đầu tiên, rồi các bạn ơi, tập trung nhìn vào màn hình hết giùm cô nè. Cô cần các bạn nhìn vào màn hình hết khúc này tập trung để cô giảng cho các bạn về cái bài mới này nè. Cái bài này nó hơi rối ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy có bốn bức hình A, B, C, D. Bốn bức tranh. Mỗi bức tranh là một hoạt động khác nhau. Bức tranh thứ nhất, cô mời Khánh Vy. Bức tranh thứ nhất, Khánh Vy nói cho cô là cái này là hoạt động gì? Play the piano. That's right, play piano. Rồi, cô mời Khánh Huyền. Khánh Huyền ơi. Dạ. Rồi, Khánh Huyền trả lời cho cô. Bức tranh thứ hai, đây là hoạt động gì? Câu lạc bộ bức tranh thứ hai là đang hát ạ. Hát trong tiếng Anh là gì nào? Sing. Sing, yeah, that's right, sing. Rồi, cô mời Phi Long. Phi Long, bức tranh thứ ba là hoạt động gì? Bức tranh thứ ba là football. Cái gì football nhỉ? Play football. That's right, play football. Rồi, cái này là bộ môn mới nè. Bộ môn mình mới học hôm nay nè. Cô mời bạn Trung Kiên. Kiên ơi, hoạt động cuối cùng là hoạt động gì nè? Play table tennis. Ok, play table tennis. Được chưa? Được chưa con? Rồi, bây giờ mình có bốn bức tranh. Piano nè, play piano, sing, play football and play the table tennis. Khi các bạn nhìn tranh, các bạn sẽ liên tưởng tới hoạt động đó trong tiếng Anh đọc như thế nào.
thì các bạn mới có thể nghe bài nghe này, hiểu người ta nói cái gì. Người ta kêu là mình nghe và điền số, tức là người ta nói về hành động nào trước, hoạt động nào trước thì mình sẽ điền số 1 vào, rồi hoạt động nào người ta nói tiếp theo thì mình sẽ điền số 2 vào, rồi cứ như vậy số 3, số 4. Hiểu không? Có bạn nào không hiểu không nè? Trung Kiên ơi, con hiểu không? Con hiểu ý cô nói không? Yeah. Ok, nhắc lại giùm cô nè. À, rốt cuộc là cái bài đó người ta yêu cầu mình điền số là điền theo thứ tự như thế nào? Có phải là theo thứ tự của cái bài listen không? Theo thứ tự của của bài nghe đúng không? Yeah. Là bài nghe người ta nhắc tới hoạt động nào trước thì mình sẽ điền hoạt động đó là số 1. Nhắc hoạt động nào số 2 thì mình sẽ điền số 2. Giả sử như bài nghe nói là đang bàn về vấn đề play the table tennis thì mình sẽ điền play the table tennis số 1 vào đây cho cô. Rồi, đợi cô xíu ha. Sleeping tune. Rồi các bạn ơi, mình khởi động nha. Can you play table? Không khí nó trầm lắng quá rồi. Page 33, activity 4, listen and number. 1. Can you play table tennis? 1. Can you play gì nào? Cô mời rồi, cô mời bạn. Quá chừng bạn kia giơ tay ha, cô mời Trung Kiên. Đi. Ok, đi, you say đi, that's right. Đi. One. Ok, điền số 1 vào đây ha. Rồi, để cô điền số 1 vào nè. Số 1. Đây, rồi tiếp tục nghe tiếp nha. Yes, I can. It's my favorite sport. And number. 1. Can you play table tennis? Yes, I can. It's my favorite sport. Let's play it together. Mình vừa mới nghe người ta nói một hai ba câu gì đó nhưng mà có thể là mình không hiểu hết được. Rồi, người ta nói là can you play the table tennis? Rồi bạn B mới trả lời là yes, I can. That's my favorite sport. Đó là bộ môn thể thao yêu thích của tôi. Lăng Vũ, can you hear me? Okay, I see you look at outside. Okay, look at me. Listen to me. Okay, Lăng Vũ. Okay, cô vừa mới nói gì nào? Cô nhắc lại nha, trong quá trình học á, là cô sẽ đánh giá điểm cộng, điểm trừ của các bạn ha. Nếu như mà mình mình là một người thường xuyên phát biểu bài thì mình sẽ được nhiều điểm cộng. Rồi những cái điểm cộng đó sẽ giúp cho cái đánh giá quá trình tiến độ học của mình ha. Rồi cô mời Nguyễn Bảo Ngọc. Nguyễn Bảo Ngọc, con có nghe. Vậy bây giờ cô sẽ nói tiếng Anh cho nó dễ ha. Rồi con dịch nghĩa ra giùm cô nha. Yes, I can. That is my favorite sport. Nguyễn Bảo Ngọc, favorite sport là gì? Rồi, ok. Không biết thì cô trả lời hả? Rồi, cô thấy bạn Trung Kiên đang giơ tay. That is my favorite car sport. What does this mean? Vâng, đó là bộ môn yêu thích của tôi. Chính xác, favorite sport có nghĩa là môn thể thao yêu thích của tôi. Rồi, mình nghe tiếp nha. Okay. 2. Can you play the guitar? Can you play gì nào? Cô mời
Cô mời Lâm Vũ. Can you play gì? Lâm Vũ. Can you play sing? No. Nghe lại nha, Lâm Vũ nghe nè. Nghe lại, trả lời lại cho cô. It's my favorite sport. Let's play it together. Okay. Rồi, bây giờ qua cái bài giờ đó nè. Nghe nha Lâm Vũ. 2. Can you play the guitar? Can you play the guitar? Là gì nào con Lâm Vũ? Piano. No. Can you play the guitar là gì nè? Tiếng Việt là gì? Con thuộc cô tiếng Việt là... Can you play the guitar? Là gì? Bạn có thể chơi guitar. That's right. Can you play the guitar? Bạn có thể chơi guitar không? Nghe tiếp nhé. Tập trung nha các bạn, tập trung cao độ nha. Những cái bài nghe này là những cái bài mà mình có thể rút kinh nghiệm trong cái việc phát âm đó. No, I can't. No, I can't. Can you play the guitar? No, I can't. Không, tôi không thể. What about piano? Mình vừa mới nghe một cái cấu trúc câu rất là quen từ đầu giờ tới giờ. Khi mà cô dạy các bạn là khi các bạn muốn hỏi lại thì các bạn dùng what gì nhỉ? What gì nhỉ? That's right, Trần Quốc Cường. Trần Quốc Cường bật mic lên cho cô. What about you là gì con? Còn bạn thì sao? That's right. Tiếp tục nha. Rồi lượt này sẽ là lượt của bạn Phi Long. Rồi Phi Long chuẩn bị nha. Nghe tiếp nha con. A. 2. Can you play the guitar? No, I can't. What about the piano? Can you play the piano? Yeah. Phi Long ơi, trả lời cho cô. What about the piano? Can you play the piano? Con hiểu hai câu đó như thế nào? What about là còn về cái gì đó đúng không? What about the piano? Có nghĩa là còn piano thì sao? Phi Long. Câu sau người ta trả lời là gì nhỉ? What about the piano? Can you play the piano? That's right. Lâm ơi, mình nghe được không nè? Long, answer. Khi mà giáo viên hỏi thì con phải answer nhé. Lâm ơi, trả lời cô nè. Yes or no? Can you hear me? Yes or no? Lâm. Yeah. Okay, yes. Rồi. Cô muốn hỏi là còn về guitar thì sao? Thì mình nói làm sao? What about gì nè? What about guitar? Okay, bạn Trung Kiên trả lời đúng rồi ha. What about the guitar? Còn về guitar thì sao? Còn nếu như mà nói về còn về piano thì sao? Thì nói sao nè Phi Long? Phi Long nói giùm cô nè. Nói giống như bạn Trung Kiên vừa mới nói đó. Có phải là what about the piano không con? Yeah. Ok, con repeat lại nào. Repeat lại con. What about the piano? What about the piano? Có nghĩa là gì? What about the piano? Có thể chơi piano không? Yeah, that's right. Bạn có thể chơi piano không? Rồi cô trả lời là okay. Rồi cô muốn hỏi là can you play the guitar? Can you play the guitar? What does this mean, Phi Long? Can you play? Từ đầu giờ mình học gì nè?
con chưa nhớ bài được đúng không? Rồi cô nhắc cho con, rồi con repeat lại theo cô nha. Can you play the guitar? Rồi repeat lại đi, rồi cô dịch nghĩa. Can you play the guitar? Can you play the guitar? Yeah, can you play the guitar? Nó có nghĩa là bạn có thể chơi guitar không? Nhắc lại giúp cô, bạn có thể chơi guitar không? Bạn có thể chơi guitar không? Rồi, nói lại cho cô. Can you play the guitar? Nói tiếng Anh. Can you play the guitar? Rồi, cô muốn hỏi là bạn có thể chơi piano không? Thì nói tiếng Anh nói làm sao? Can you play the piano? Rồi, cô muốn nói là bạn có thể chơi bóng chuyền không? Bóng chuyền là volleyball. Can you play the volleyball? That's right, con biết áp dụng chưa nè. Rồi, ok, tiếp tục ha. Cô ơi. Rồi, sẽ tới lượt của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh nghe tiếp xem người ta nói gì ha. Cô sẽ kêu Quỳnh Anh repeat lại đó. Nghe nha con. 2. Can you play the guitar? No, I can't. What about the piano? Can you play the piano? Yes, I can. Can you play the piano? Yes, I can. Quỳnh Anh ơi, yes I can là gì? Yes là gì nè? Đầu tiên từ yes vâng, nghĩa là gì? Vâng, có thể chơi nó. Yeah, that's right. Ơ, cô nghe Lâm Vũ ơi. Cô thấy con nhắn vào phần bot chat nè. So what's problem? What's problem with you? Lâm Vũ. Cô ơi. Ơi, cô nghe. Máy con có 100 pin thôi. Ok, con phải sạc thôi nào. Cắm cục sạc giúp cô nào. Mình còn 15 phút nữa thôi, mình cắm sạc giúp cô ha. Lâm Vũ ơi, cắm sạc giúp cô nha con. Rồi, đang là lượt của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh trả lời lại cho cô, yes I can có nghĩa là gì? Vâng. Vâng, tôi... Can là gì nè? Có thể hay không? Có thể thôi. Yeah, that's right. Yes, I can là tôi có thể. Con chỉ cần dịch yes, I can. Tôi có thể. Không cần là tôi có thể chơi cái gì đó. Tại vì người ta chỉ nói là yes, I can thôi mà. Rồi, vậy no, I can't. No, I can't là gì nào, Quỳnh Anh? Không, tôi không biết chơi. Ok, tôi không thể. Tôi không thể ha. Tiếp tục nhé. Three. Let's play chess. Ok, cô quên mất điền số vào nè. Vừa nãy nè, chủ đề đầu tiên là nói về table tennis. Play the table tennis. Cô điền số 1. Thế số 2 thì nãy giờ mình đang nói về chủ đề gì nhỉ? Hình A, hình B hay hình C? Hình A đúng không? A2. Yeah, that's right. A2. A2, cô sẽ điền 2 vào đây nhé. Rồi, 2. Tiếp tục nhé. Nghe tiếp thêm, số 3 sẽ điền B hay điền C? Người ta nhắc về chủ đề gì? Yes. Sorry, I... Piano. Can you play the piano? Yes, I can. 3. Let's play chess. Sorry, I... Let's play chess. Có một từ rất khác lạ. Chess. Đây, từ từ đợi cô một xíu ha. Cờ vua. Oh, that's right. Chess là cờ vua. That's right. Rồi đợi cô xíu, cô sẽ đánh cái từ đó ra cho các bạn dễ hình dung nha. C-H-E-S-S. That's right. Quá là giỏi luôn đó. Thật sự. Chess, cờ vua. Spell của nó là C-H-I-E-S-S. Oh, that's right. C H E S S. Cờ vua.
Rồi, tiếp tục nha. Mình tiếp tục nha. Lát nữa cô sẽ cho các bạn chụp hình lại. Chụp hình lại những cái từ vựng hôm nay rồi mình sẽ về chép vào vở nha. I can't. Yes, I can. Three. Let's play chess. Let's play chess. Nào, cùng chơi cờ vua. Sorry, I can't. Sorry, I can't. Xin lỗi, tôi không thể. Yeah, that's right. What about football? What about football? What about football còn... là gì nào? Còn... Bạn nào giơ tay? Rồi, cắm tay của Bảo Ngọc. What about football? What does this mean? Em thưa cô là what about football là bạn có thể đá bóng được, bạn có thể chơi đá bóng được không? Ok, what about mình không dịch là bạn có thể ha. What about là còn con đá về bóng. Đá bóng thì sao? Còn chơi đá bóng. Ok, còn về chơi đá bóng thì sao đúng không? Quỳnh Anh ơi, Quỳnh Anh ngồi nghiêm túc giúp cô nha. Khánh Vy ơi, Khánh Vy, answer me. Can you turn on your mic? Tới lượt của Khánh Vy nè. Rồi Khánh Vy đi đâu mất tiêu rồi ha. Khánh Huyền, Khánh Huyền. Ok, Khánh Vy và Khánh Huyền đều vắng ha. Trong một buổi cô Trang gọi một bạn nào đó quá ba lần mà mình không lên tiếng thì có nghĩa là tiếc đó. Ok, bạn nào vừa lên tiếng đó con? Em vô cô là em vừa đi vệ sinh vào. Rồi, ok. Bây giờ tới lượt của con nha, Khánh Huyền. Tới lượt của con nha. Tập trung nghe giúp cô nè, xem người ta nói cái gì. Rồi con sẽ repeat lại cái câu đó, con sẽ lặp lại cái câu mà người ta nói. I can. I can. No, chưa. Khi nào cô kêu con ngập lại thì con mới lặp lại. Let's play chess. Sorry. Let's play chess. Khánh Huyền, con lặp lại giúp cô câu đó nào. Let's play chess là gì con? Con nói cô là... Chess là cờ vua ha. Vừa nãy cho mình đi cho nên là mình không biết rồi. Let's play chess là... Nào, cùng đi chơi cờ vua nào. Tiếp tục nha Khánh Huyền, vẫn là đang lượt của con đó. Sorry, I can't. I can't. I can't. Yeah, tôi không thể. What about football? Gì nào con? Tôi không thể đi đá bóng được. Yeah, that's right. What about... Oh, no. What about football? Not I can't play football nha. Không phải là tôi không thể chơi đá bóng nha. Còn về chơi đá bóng. Ok, còn về đá bóng thì sao? Rồi, tiếp tục nào. Rồi, lượt của bạn Khánh Huyền xong rồi ha. Cô mời bạn Khánh Vy. Khánh Vy quay trở lại chưa con? Vy ơi. Rồi, ok, Vy vắng ha. Rồi, cô mời bạn Minh Đức. Cô thấy con đã hơi bị sao lãng ha, Minh Đức ơi. Tập trung nha, tới lượt của mình nè. Câu tiếp theo sẽ là gì rồi mình sẽ lặp lại giúp cô. Yes. Can you play football? Yeah. Gì nào? Can you play football? Can you play football? Trong hai hình này, cái nào là football, B or C? C. Vậy C. Mình sẽ điền ở đây là số mấy? 3. Yeah, three. That's right. Three. C and 3. Câu C là số 3. Rồi, tiếp tục trả lời cho cô nha. Vẫn tiếp tục là lượt của bạn Minh Đức đó nha con. Yes, I can. Gì nào Minh Đức ơi? Yes, I can. That's right, yes I can. Có nghĩa là? Tôi có thể. Có That's right, tôi có thể chơi đá bóng đó, chơi đá banh đó.
four. Rồi. Four nha. Four thì còn một hình này là mình biết chắc rồi. Còn một hình này là mình biết chắc là nó là số 4. Cho nên là mình sẽ điền luôn ha. Số 4. Xin lỗi các bạn ha. Tại vì cô Trang điền bằng con chuột nó hơi xấu. Để cô sửa lại. Số 4 nào, điền đẹp vào cho các bạn nhìn thấy nè. Rồi, for nha. Theo lượt thứ tự nè. D, 1. A, 2. C, 3. And B, 4. Rồi, nghe tiếp xem cái cuối cùng đoạn hội thoại sẽ nói cái gì nè. Cô sẽ tiếp tục hỏi với bạn Quốc Cường. Quốc Cường ơi. Dạ. Rồi, tới lượt của em nghe nha. Do you like music? What about football? Can you play football? Yes, I can. Four. Four. Do you like music? Yes, I do. Gì nhỉ? Do you like music? Yes, bạn I do. Bạn có thích hát không? That's right, lần này không phải là can you play, mà lần này là do you like. Nó khác nhau ở chỗ. Do you like có nghĩa là bạn có thích, còn can you là bạn có thể. Bạn có thể. Yeah, that's right. Do you like music? Sing. That's right, do you like music? Yes, I can sing, that's right. Rồi, đúng chưa nào? Music với sing là giống nhau. Đúng để... rồi, không. Music khác và sing khác nha. Music có nghĩa là nhạc, còn sing có nghĩa là hát. Ok chưa? Yes. Rồi, hôm nay mình học tới đây thôi. À, bây giờ cô sẽ điền từ vựng mới. Cô sẽ đánh lên tất cả các từ vựng mới ngày hôm nay. Rồi các bạn sẽ nhờ ba hoặc mẹ của mình chụp màn hình lại, hoặc là lấy một thiết bị khác để chụp lại những cái từ vựng này, hoặc là cô sẽ chụp rồi cô gửi cho các bạn. Rồi, ok, cô quyết định vậy nha. Cô quyết định là bây giờ cô sẽ điền những cái từ vựng này và cô gửi vào phần bot chat. Đây, cô sẽ gửi vào phần này nè các bạn ơi. Có thấy màn hình của cô không? Phi Lâm, Lâm Vũ, Vinh Nguyễn, Quỳnh Anh, Khánh Vi, Khánh Huyền. Đây là phần bài tập về nhà nè. Rồi rồi rồi, Bảo Ngọc cô thấy em. Rồi, bây giờ cô sẽ chụp cái màn hình từ vựng lại, cô gửi vào phần này nè. Các em bấm vào đây. Rồi. Cô sẽ... Em thưa cô, nếu như mình trả lời rồi nhưng sai có trừ điểm không ạ? Không sao con ơi. Sai là chuyện đương nhiên, không có ai học mà đúng hết đó. Nếu như mà mình đúng hết là có nghĩa là mình không cần học rồi ha. Rồi bây giờ cô điền những từ vựng, cô chụp màn hình lại, cô gửi vào bot chat này. Nhiệm vụ các bạn về nhà là phải mở cái tấm hình trong bot chat ra, mình nhờ ba và mẹ mình mở lên cái lớp này, mở lên kéo xuống dưới cái phần bot chat. Nói chung là ba mẹ mình sẽ biết, tại vì thầy Giang có quay video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Teams, Microsoft Teams rồi ha. Rồi, trong thời gian cô điền thì các bạn có thể giải lao một xíu. Vậy lao cuối giờ một xíu, rồi lát nữa mình sẽ quay lại chơi một trò chơi với cô nè. Cô chuẩn bị trò chơi với các bạn thôi. Cô điền mấy cái từ gì hả cô? Đây đây, cô đang điền nè các con. The table tennis. Cái này là lớp con ghi rồi. Ok, cô ghi là table tennis thôi ha. Play table tennis. Con ơi, ghi là play đi. Cái từ play đó là mình sẽ tự áp dụng hơn ha. Như vậy thì các bạn sẽ không có bị em chọn một cái từ đấy rồi. Xin chào các em này, thầy nhắc một chút này với các em. Cô sẽ hướng dẫn cho cả lớp cách làm bài tập ở trên này. Còn lại sau kết thúc buổi học, cô giáo sẽ gửi cái bài tập này cho thầy và thầy gửi cho lớp mình ở trong nhóm Zalo nhé. Chúng ta không cần phải chụp ảnh màn hình, không cần phải ghi gì cả. Tất cả toàn bộ bài tập sẽ được gửi vào nhóm. Rồi, ok.
Vậy thì mình sẽ không cần phải chụp màn hình để chép chép những phần từ vựng này ha, mình chỉ cần làm bài tập thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với chuyên mục mà các bạn nhỏ rất là yêu thích, đó là chơi trò chơi. Rồi bạn nào muốn chơi trò chơi giơ tay lên. Play game. Yes, okay. Rồi bạn Trung Kiên con muốn chơi trò chơi không? Khánh Vy, Lâm Vũ, yes. Lâm Vũ ơi, sao con lại tắt camera vậy? Lâm Vũ đi rồi hả? Rồi ok, mình bắt đầu chơi trò chơi ha. Rồi bây giờ cô có tất cả ở đây là 4 trò chơi. Các bạn muốn chơi trò nào trước? 1, 2, 3, 4, lựa đi. Em chọn 4. Cô chọn 2 đi. Trò chơi con cá. Chọn ở mức độ dễ nhất nha. Bấm chơi nè. Sandwiches. Sandwiches. Sandwiches là cái gì nào? Mình có hai hình. Sandwiches. Hình này là một người đang khóc, đang cry. Còn hình này. Sandwiches. Sandwich. Cô lỡ nói đáp án rồi ha. Rồi bây giờ cô sẽ cho con chuột nó chạy về phía sandwich nha. Rồi, cage. Cage. Cage là cái gì? Bây giờ cái mình không biết cage là cái gì hết, mình suy luận nè. Cái điện thoại thì mình đọc là cái gì nè? Cage. Điện thoại là telephone đúng không? Rồi, vậy thì còn cái này thôi. Mình thử cho con chuột xem phải cage là nó không ha. Đúng rồi, cage là những cái waited. Vận chuyển hàng đó các em. Rồi, từ này là gì? Waited. 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 Waited là gì nhỉ? Bạn nào chọn waited. Cô lại một chiếc hình nào nè. Nè, hình thứ nhất, có một người phụ nữ đang đứng ở trạm xe buýt là bus station. Hình thứ hai là một con thuyền. Hình thứ ba là một cái điện thoại. Thế thì wait là chờ đợi mình nên chọn hình nào nhỉ? Một, hai, điện thoại ạ. Một thuyền. Chọn hình nào? Hình điện thoại. Một, hai, một. Ba. Điện thoại. Một. Không. Mình chọn điện thoại hả? Rồi ok, cô chọn thử điện thoại xem đúng không nha. Đi chợ ạ, à? đi chợ. Một. Đúng rồi, mình phải chọn cái người phụ nữ đứng ở bus station này ha. Mình phải chọn cái người phụ nữ đang đứng chờ ở trạm xe buýt. Rồi, cả lớp ơi, mình đã hết thời gian rồi, chơi lại nha. Vâng. Rồi, lần này cô không gợi ý, bạn nào biết thì trả lời, còn không biết thì cô Trang để cho hết thời gian luôn. Ok chưa? Ok ạ. Chọn đại rồi. Cũng được. Chọn đại cũng được, để cho đáp án sai thì mình mới nhớ. Rồi, mức độ dễ. Cage. Cage, vừa nãy mình gặp rồi. Cái này. Một. Cage. Một. Cái này. Một. Một, ok. Cage. Một nha. Key. Key. Key là cái gì? Cái vừa nãy cái này là cage. Có chìa khóa. Chìa khóa. Quá. Rồi, để đi xuống nhanh, hết thời gian rồi. Rồi, level up. Key là gì? Chìa khóa. Ok, chìa khóa. City là gì nhỉ? Mình có hình chiếc lá. Lá. City. Lá. Lên lớp một em con học. Thành phố. Cái này là một em con thành phố thì mình phải chọn những tòa nhà building, những tòa nhà cao tầng này ha. Rồi cho chạy lên. Đá. Cage. Lại là từ cage. Thế cây mình chọn hình nào nhỉ? Cái lồng. Cage. Hình này phải không? Hay hình này? Hình này. Cái lồng. Rồi hình này nha, nhìn bằng này nha. Cô nhìn lên hết thời gian cô. Mình chọn hình này phải không? Khóc. Nhanh lên hết thời gian. Ôi là Lan. Ok, good job class. Lớp rất là năng động luôn. Ok, vui không? Có. Bạn nào muốn chơi trò chơi, muốn tiết sau cô Trang dạy cho chơi trò chơi tiết này, giơ tay.
Ok, cô có một cái quy ước như thế này. Một buổi học của mình sẽ là 1 tiếng rưỡi, đúng không? Hôm nay cô Trang chỉ cho các bạn chơi trò chơi được có 8 phút thôi. Mình chỉ chơi trò chơi được có 8 phút à. Tức là mình không có chơi trò chơi nhiều. Biết tại sao mình không chơi trò chơi được nhiều không? Chơi nhiều mới hết kiểu quá. Không, không phải. Hôm nay mình không được chơi nhiều là tại vì thời gian mình học nó lâu. Tại vì hôm nay, trong buổi học hôm nay á, thì cô đánh giá là bên cạnh những bạn mà hăng hái phát biểu thì cũng còn một số bạn chưa có tập trung lắm. Cô mong là các bạn sẽ thực hiện đúng nội quy của phòng học ha. Thì nếu như mà mình giỏi, mình học lẻ thì mình được chơi trò chơi nhiều hơn, thời gian mà thời gian cuối giờ mình sẽ dư ra nhiều hơn, được chưa cả lớp? Được ạ. Rồi ok, cô sẽ giao bài tập về nhà cho các bạn sau ha. Bye bye. Goodbye. 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 Em chào cô. Ok, cô chào em. Minh Đức ơi, rời phòng đi em. Yes. Rời chỗ nào nhỉ? Bấm vào cái nút đỏ đỏ, cái nút leave á. Rời phòng. Rồi, ok, bye bye em.